Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vậy là sau 2 tuần nghỉ truyện thì One Piece cũng đã chính thức quay trở lại với chapter 1104. Một chapter được cho là sẽ vô cùng kịch tính vì những diễn biến của chapter 1103 trước đó. Bởi sau khi xuất hiện và cứu vào này thì Kuma đã nắm lấy bàn chân của Thánh Satan và tung ra một cú đấm về phía viện của lối tên này trong cơn thịnh nộ. Và đối với tôi, Satan xứng đáng bị một cú đấm như vậy sau những gì đã làm với Kuma và Bonnie. Đồng thời, sau khi xuất hiện một vài thông tin rò rỉ câu view trên YouTube thì mới đây, nhà cung cấp thông tin PP đã có một vài thông tin chính thức đầu tiên của chapter với rất nhiều thông tin thú vị. Còn cụ thể như thế nào thì mời các bạn xem tiếp. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh để nhận thông báo cho những video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tên tiêu đề của chapter 1104 là Cảm ơn cha. Và có thể thấy tên tiêu đề của chapter này là lời cảm ơn của Bonnie dành cho người cha Kuma, một lời cảm ơn trực tiếp. Mở đầu chapter là những diễn biến tiếp theo của chapter trước đó. Cú đấm của Kuma đã trúng vào người viện của lối tên Satan. Đồng thời, tất cả mọi người, bao gồm cả Luffy, rất ngạc nhiên khi thấy Kuma xuất hiện tại hòn đảo tương lai của tiến sĩ Vegapunk. Và sau khi trúng đòn tấn công của Kuma thì Satan đã bị thương rất nặng và mất đi một cánh tay. Vậy là những gì mà tôi đã nói trong video dự đoán trước đó đã đúng. Bằng haki quan sát cấp cao của mình thì Satan đã nhìn thấy trước được hậu quả của đòn tấn công nên mới lo sợ như vậy. Bởi đòn tấn công của Kuma đã rất nhanh và mạnh. Và theo tôi, sau đòn tấn công này chắc là sự khởi đầu cho cơn thịnh nộ của Satan. Và khi viện lối tên này phản nộ, dốc hết sức mình để thủ tiêu Vegapunk và cả Bonnie, thì cũng là lúc Luffy trong nhận ghi năm của thằng mặt trời Nika trở lại. Để từ đây chúng ta thấy được tầm quan trọng của Nika là như thế nào. Rất có thể. Thông tin tiếp theo là những hành động của Doroth Kizaru. Theo đó thì vị Doroth này đã tỉnh dậy và có thể cử động sau khi bị Luffy đánh bại. Chúng ta thấy Doroth Kizaru đã bắt đầu tấn công Luffy và những thành viên của băng hải tặc của Rom, bao gồm Franky và cả Nami và Usopp. Đồng thời lúc này những thành viên của băng hải tặc của Rom, bao gồm Franky và Sanji, đã có thể cử động vì Satan đã bị thương sau đòn tấn công của Kuma. Và giờ thì họ đang cố gắng phản công lại những đòn tấn công của Doroth Kizaru. Và thông qua chi tiết này thì chúng ta đã có thể hình dung ra được cách vận hành sức mạnh năng lực trắc quỷ của Satan. Theo đó thì nếu Satan bị thương thì sức mạnh ma thuật của viện lối tên này sẽ biến mất. Ngoài ra với việc Doroth Kizaru trở lại thì rất có thể Sanji sẽ là đối thủ tiếp theo của vị Doroth này. Và đây chính là trận chiến của tốc độ. Bởi với Doroth Kizaru và Sanji thì tốc độ là sức mạnh. Thông tin tiếp theo là về hòn đảo tương lai SH. Theo đó thì Hải quân đang chuẩn bị hủy diệt hòn đảo tương lai của tiến sĩ Vegapunk. Điều này có nghĩa chính quyền thế giới đã quyết định xóa sổ hòn đảo này, tương tự như sự kiện Ohara bị diệt vong nhiều năm về trước. Thông tin cuối cùng là về tình trạng sức khỏe của Thánh Satan. Theo đó thì sau khi lãnh trọn đòn tấn công của Kuma và mất đi một cánh tay thì với sức mạnh ma thuật của mình thì vị ngũ lối tên này đã mọc lại một cánh tay khác và hồi phục vết thương một cách nhanh chóng. Và nó làm tôi liên tưởng đến nhân vật Pocolo trong bộ truyện tranh 7 viên ngọc rồng. Thông tin cuối cùng cũng là thông tin cực kỳ quan trọng. Tuần sau One Piece tiếp tục có chapter mới. Trên đây là một vài thông tin nhanh của One Piece chapter 1104 về những thông tin diễn biến sẽ ra tại hòn đảo tương lai SH, về sự trở lại của Doroth Kizaru sau khi bị Luffy đánh bại, cũng như sức mạnh ma thuật của Thánh Satan sau khi lãnh trọn đòn tấn công của Kuma ở chapter 1103 trước đó. Tôi hy vọng anh em thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.